thì các bạn thấy được là những chỉ số này đó là xoay quanh những đầu ổn định và bitcoin thì nhiều bạn sẽ hỏi câu hỏi là chúng ta có những chỉ số này cho ethereum hay không hay là những cái đồng altcoin nhỏ hơn thì thực ra mà nói đó là chúng ta cũng có nhưng mà không có tin cậy được tại vì các bạn thấy được bitcoin là một thị trường lớn hơn những cái chỉ số này đó nó hoạt động một cách chính xác hơn cho nên nhiều người bây giờ đã khi mà người ta nói nhìn vào những cái chỉ số on chain đó, thì mọi người vẫn tiếp tục nhìn vào chỉ số on chain của bitcoin hơn là ethereum và những cái đồng altcoin nhỏ hơn tại vì những cái chỉ số đó À, không có cái đồ chính xác bằng Bitcoin hiện bây giờ Tại vì Bitcoin là mạng lưới mà thông cảm thấy đơn giản hơn Các bạn thấy được Bitcoin di chuyển thì cũng đơn giản hơn Di chuyển uh, lên trên sàn để mà bán ra khỏi sàn để mà đi vào ví, ví chữ lạnh Khác với lại những đồng như là Ethereum Các bạn thấy là Ethereum đưa đi trên sàn hay là rút ra khỏi sàn chưa chắc là để bán hay là để đưa vào ví chữ lạnh họ có thể sử dụng Ethereum để mà tham gia vào DeFi, tham gia vào staking cho nên cái chỉ số liên quan đến những cái đồng altcoin này thì không có đáng tin cậy bằng Bitcoin cho nên bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục quan tâm đến tình hình của Bitcoin và các bạn thấy được chúng ta đã hiểu sơ bộ bảy cái chỉ số này đó dùng để làm gì những cái alert những cái thông báo này đó mỗi lần tôi nhận được là có nghĩa như, thế nào bảy cái thì trong bảy cái ba cái dấu hiệu là dấu hiệu tăng còn bốn dấu hiệu là dấu hiệu giảm đương nhiên đây chỉ là những dấu hiệu để các bạn tham khảo mà thôi không phải là chính xác các bạn thấy được là thường đó thì các bạn có thể thấy là những cái dấu hiệu này nếu như mình lặp lại nhiều lần giống như là các bạn thấy là đột ngột có rất nhiều những đồng định đưa lên sàn mà thậm chí trong một tiếng đồng hồ các bạn nhận được là ba bốn cái alert ba bốn cái thông báo liên tục là có nhiều động định lên trên sàn thì các bạn thấy là càng nhiều lần các bạn nhận được trong thời gian ngắn đó thì cái chỉ số này cái thông báo này càng đáng tin cậy chứ không phải là các bạn thấy là có thông báo là các bạn đi mua hay bán lập tức các bạn thấy là chúng ta cần cũng cần phải có một cái độ lặp đi lặp lại để cho các bạn có lòng tin vững chắc hơn càng lặp đi lập lại nhiều lần thì chúng ta càng có cái lòng tin vững chắc hơn là những chỉ số này thật sự là nó cho chúng ta thấy cái dấu hiệu xu hướng kế tiếp của bitcoin trong thời gian hàng như thế nào đương nhiên không có gì gọi là chắc chắn hết các bạn thấy là người ta đưa đầu một đơn trên sàn cũng chưa chắc là để thu mua bitcoin mà người ta lấy bitcoin đưa lên trên sàn cũng chưa chắc là để bán cho nên các bạn chỉ có thể là nhìn vào chỉ số này cũng như là một cái công cụ để chúng ta thấy một cách nhìn rõ ràng hơn và các bạn cần phải kết nối những thông tin kết nối nhiều cái chỉ số khác nhau cũng như là phân tích kỹ thuật để các bạn có thể thấy được là tình hình bây giờ như thế nào cái mà thường muốn đem đến cho các bạn mà thường cảm thấy là bây giờ là ít người nói tới đó chính là sử dụng những tài liệu on chain để các bạn có thể hiểu hơn về tình hình hiện tại tiếp tục bây giờ hãy nói tới là bây giờ các bạn đã biết là có những cái setup như thế này thì làm sao các bạn mới có thể là setup được các bạn cũng đã comment hỏi thuận là bây giờ các bạn đã có chương mục tục khoan đã trả tiền rồi nhưng mà làm sao mới có thể setup được thì rất đơn giản giống như chúng ta nói cái chỉ số đầu tiên đi là Bitcoin Market Data Taker Sell Volume trên 250 triệu thì rất đơn giản các bạn thấy là các bạn bấm vào Alert ở trên màn hình sau đó các bạn thấy đưa được là chúng ta ở bên trên này đó các bạn đọc một cách đơn giản là Bitcoin thì trước hết các bạn cần phải bấm vào Bitcoin ở bên trên này sau đó các bạn thấy là cái chữ kế tiếp là Market Data Taker Sell Volume thì các bạn thấy đưa được là chúng ta cần phải bấm vào Market Data bên dưới này các bạn thấy là chúng ta bấm vào Bitcoin sau đó bấm vào Market Data Như là các bạn thấy là Bitcoin sau đó là Market Data Kế đó là Taker Sell Volume Thì các bạn bấm vào ở bên trên này đó thì các bạn thấy được là Taker Sell Volume Ở bên trên này các bạn bấm vào là Send Me an Alert có nghĩa là cho tôi một cái thông báo khi mà Market Taker Sell Volume Và kế tiếp là các bạn thấy được là Goes Above nghĩa là trên Goes Above là trên Thì bấm là Above Sau đó các bạn để cao con số là 250 triệu lên trên đây sau đó là các bạn để là all change giống như bên dưới này thì các bạn thấy được là sau đó các bạn có thể bấm vào telegram bấm vào email và các bạn có thể để một số những thông báo như là các bạn thấy được là uh, như là các bạn thấy là chỉ số cho dấu hiệu tăng và các bạn bấm vào satellite thì mỗi lần mà cái chỉ số này chạm vào thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo ở trên telegram cũng như là một cái email gửi tới cho các bạn đơn giản như vậy thôi. kế tiếp là giả dạ, sử so như các bạn muốn setup cái thứ nhì đi, thứ nhì bên dưới này đó là all stable coin đặt flow transaction count inflow goes above 100 on all changes thì rất đơn giản các bạn thấy được là chỉ đầu tiên là all stable coin thì các bạn cần phải bấm vào stable coin. đương nhiên các bạn thấy là bây giờ là chúng ta đang setup cho đồng ổn định stable coin. sau đó các bấm vào là exchange flow. khi bạn bấm vào là exchange flow, thì các bạn bấm vào là, exchange flow. Và kế tiếp thì các bạn lựa chọn là Transaction Count Inflow Thì các bạn lựa chọn là Transaction Count Inflow Sau đó các bạn sẽ để là các bạn muốn con số này là trên 100 Cho tất cả những trang thì các bạn có thể để là above 100 Cho tất cả những cái sàn giao dịch Thì các bạn thấy được sau đó các bạn bấm vào Telegram email để ghi chú sẽ lời đơn giản gì thôi thì kế tiếp là cái thứ ba này các bạn thấy được là Bitcoin Flow Indicator Stable Coin Ratio USD goes below 15 on all exchanges thì rất đơn giản các bạn thấy được là chúng ta có thể là thấy chữ đầu tiên là Bitcoin sau đó các bạn bấm vào Bitcoin chữ kế tiếp là các bạn thấy là Flow Indicator thì bấm vào Flow Indicator kế tiếp nữa các bạn thấy được là Stable Coin Ratio USD thì các bạn lựa chọn là Stable Coin Ratio USD ở trên cái danh sách lựa chọn này. Sau đó các bạn thấy là kế tiếp nữa là below 15 nghĩa là dưới 15 thì mình để là below 15. Sau đó thì các bạn thấy là các bạn sẽ để cái uh, kế, uh, kế tiếp là các bạn muốn tất cả những sàn giao dịch all changes thì các bạn thấy là all changes, Telegram, email, youtube, chỉ, Twitter coi như là xong cái thứ ba này. Cái thứ tư nữa thì các bạn thấy được là Bitcoin exchange. Thì trước hết thì các bạn bấm vào Bitcoin các bạn kế tiếp bấm vào là exchange flow thì exchange flow là bên trên này sau đó các bạn bấm vào transaction count inflow transaction count inflow thì các bạn ở bên phần này các bạn sẽ để là transaction count inflow sau đó là các bạn thấy được là các bạn muốn con số này là trên 560 trên above 560 các bạn để đây 560 ở đây sau đó là các bạn thấy được các bạn muốn setup cho tất cả những sàn giao dịch trên all Changes telegram email ghi chú tờ lời. Coi như là các bạn đã xong cái thứ tư này. Cái thứ năm cũng như vậy, các bạn thấy là chữ đầu tiên là bitcoin thì đương nhiên là các bạn muốn bấm vào bitcoin. Chữ kế tiếp thì các bạn thấy là exchange flow, bấm vào exchange flow. Kế tiếp nữa các bạn muốn setup là addresses count in flow thì addresses count in flow là bên dưới này các bạn thấy là addresses count in flow. Sau đó là các bạn muốn chiếc chỉ số này là trên 1250 trên spot exchanges only có nghĩa là các bạn muốn trên những sàn giao dịch spot thôi thì các bạn thấy được là chúng ta có thể là bấm vào bơ 1250 sau đó là các bạn để là spot exchanges trên giao dịch spot only sau đó là các bạn bấm telegram email ghi chú settler thì coi như đã xong cái thứ năm này kế tiếp là cái thứ sáu là các bạn thấy được cái chữ đầu tiên cũng là chữ bitcoin thì các bạn bấm vào bitcoin kế tiếp các bạn bấm vào là exchange flow thì bấm vào exchange flow kế tiếp các bạn bấm vào là inflow min thì các bạn lựa chọn cái drop down này các bạn lựa chọn là inflow min sau đó các bạn muốn con số này đó là các bạn muốn con số này là trên 30 trên tất cả những sàn giao dịch thì các bạn để là above rồi 30 rồi sau đó các bạn để là all exchanges trên tất cả các, các sàn giao dịch telegram email ghi chú settler kế tiếp thì các bạn thấy được chúng ta sẽ cái cuối cùng đó chính là bitcoin thì bấm vào bitcoin kế tiếp nữa các bạn thấy được là exchange flow inflow total thì exchange flow rồi các bạn để là inflow total sau đó các bạn muốn con số này đó là trên 3.000 trên tất cả những sàn giao dịch thì trên 3.000 trên tất cả các sàn giao dịch. Sau đó các bạn bấm vào Telegram, email, ghi chú, Seller thì coi ừ. như các bạn đã xong 7 cái alert mà thường thường hay sử dụng và những cái alert này có nghĩa như thế nào thì thường đã nói ở đầu video. Những cái alert này thường cũng đã chia sẻ trên những mạng xã hội là các bạn thấy được các bạn bấm vào thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn ở trên những cái mạng xã hội như là Twitter, Facebook và Telegram thì được chia sẻ cái hình thì ba cái đầu tiên là tốt đối với giá cả bốn cái cuối cùng là không tốt đối với giá cả và đây là những cái thông tin mà tôi mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay hy vọng là các bạn có thể setup thành công và có thể hỗ trợ được các bạn trong cái lĩnh vực đầu tư crypto này và thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn